Sáng nay, đoàn phường Chánh Nghĩa thành phố Thủ Dầu Một phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Xã hội thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức khai mạc hội thi Hackathon Entrepreneurship, Lập trình và Tinh thần Khởi nghiệp dành cho học sinh năm 2023 với chủ đề Ứng dụng công nghệ bứt phá học tập. Hội thi diễn ra từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 với sự tham gia của 12 đội là các em học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập, tư nhân trên địa bàn và viện AFK Bình Dương. Theo đó, các đội thi sẽ được tham gia các lớp huấn luyện về tinh thần khởi nghiệp và tư duy sáng tạo, các kỹ năng cần có để khởi nghiệp, phương pháp để tư duy sáng tạo, tinh thần của một doanh nhân, kỹ năng soạn thảo PowerPoint, thuyết trình trước đám đông, ngôn ngữ hình thể. Sau khi tham gia các khóa huấn luyện, các đội sẽ viết phần mềm và thuyết trình về dự án kinh doanh. Đây là hội thi Hackathon đầu tiên được tổ chức cho học sinh tham gia trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một với mục tiêu nhằm đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được khám phá, trải nghiệm thực tế, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, được trải nghiệm các kỹ năng, được hình thành và phát triển phẩm chất năng lực cá nhân, giáo dục kỹ năng giá trị sống. Đồng thời, học sinh được tham gia các buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo để có thể phát minh ra các sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cộng đồng.